Ok, thì ở đầu video, bạn là có nhu cầu mua vàng, mua ngọc, mua đất giá rẻ hay là làm dịch vụ thuê giá rẻ, uy tín, chất lượng thì các bạn lên ngay shop7sao.com nha mọi người. Ngoài ra, shop7sao.com mới có một danh mục mới cực kỳ là phê, đó chính là danh mục flash sale cực kỳ là hot nha mọi người. Đó, danh mục này bán nick với giá siêu là rẻ, giá siêu rẻ mơ. Ngoài ra vào những khung giờ ngẫu nhiên thì shop sẽ bán nick với giá 0 đồng nha mọi người. Nên mọi người lên ngay shop 7 sao để có những trải nghiệm cực kỳ là tốt và phê nha mọi người. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh của mình nha, là Gen TV đây. Ok, ở đầu video mình chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui nha. Thì trước khi vào xem video mình thì anh ấn like, đăng ký bấm chuông và nhớ lại một comment phía dưới để tham gia mini game nhận vàng ngọc free nha em ơi. Ok em ơi, thì clip hôm nay thì mình sẽ làm một clip gọi là về con đệ em ạ. Sẽ ra sao khi con đệ skill 5 em ơi, sẽ ra sao khi ngọc giống con này ra tính năng đệ skill 5 em ơi. Đó thì đệ mình đây em ơi, con đệ mình nó khá là đẹp trai như mình em ơi. Đó skin khá là ngon, chưa một có làm đúng là ngon, chưa hai là cam mê cấp 7, chưa ba là chưa thái năng lượng, chưa bốn chưa biến khỉ em ơi. Con đệ mình skill quá hoàn hảo mới có còn phải bị úp rồi nha. Chưa này skin đệ khiến ba anh em thèm khát các bạn, thèm khát như kiểu như thế anh em mà thấy con gái thèm ghi bị. Ok được vậy thôi nha, nhưng mà sẽ là mình sẽ review ý. Sẽ ra sao khi con đệ của mình skin 5 em ơi. Đó đệ mình skin 5 DPK sẽ như nào em ơi, sẽ bán hết hành trang cho rộng dùng đồ đó em ơi. Đó rồi đi BK chắc thử BK khi đệ mình chưa sử 5 thì nó sẽ như nào. Đó, đây mình sẽ đi BK, mình đến mạng ra BK nha em ơi. Đây bây giờ mình ra BK nha em ơi. Được khu là vắng người mình BK mạng này. À đầu tiên mình test skin độ lổ 2 liên tiếp làm sao em ơi. Mình lổ 2 lần xong chết đúng nha. Đó nên là đây phải cho Salman mua lổ 2 lần rồi mà. Đấy cho Salman có tính năng lổ em ơi. Đó 5% tỷ lệ phát lổ sau khi chết đó, mình sử dụng test này nha em ơi. Test là tụi mình trước nhá, xong mình sẽ test vào con đệ em ơi, con đệ mình sẽ làm biến lỗ em ơi đó như nào nhá. Rồi qua test đam em ạ, đó rồi mình ạc lại qua bem, ạc lại thì nó hơi cùi một tí nhưng mà không biết bem được không. Đây mình cùi cả con này, ạc lại có con thần lắm đấy ra, đấm cho nó vào mặt luôn. Khụ khụ. Ôi xinh đẹp tuyệt vời. Đây mình gọi là sẽ đến gọi là các làng các con đốt đúng không? Sẽ qua dùng là mình bem ạc này xem sao, bem ạc xin con này của mình xem nó có lỗ được không nhá. Mình sẽ vào vô cả nhà sinh con vô xem tự lỗ nha, lỗi hai em ạ. Đó sẽ nó như là em ạ, sau chúng ta đệ dùng sau nhá. Đó sẽ ra cái con đệ skin 5 được skin 5 phát lỗ đúng không ạ. Khi skin là biến khỉ này hay là skin 5 là laser này, có thể là laser hoặc là skin gì nhỉ, laser hoặc là có kinh kỳ hoặc là chứ lỗ mà nó làm skin sập làm con đệ như thế là ngon đấy. Thế mình đánh giá là gọi là cúng gọi là ok đấy. Hoàng đệ đấm liên hoàn phê nhỉ, đệ đấm liên hoàn skin 6, skin 7 nhưng mà game càng tân tiến hơn rồi mà anime không được tính năng gọi là đệ có skin mới nhỉ. Mỗi biết khỉ thôi, mỗi skin 4 0.8. Ok mình sẽ còn mình bê hàng này xem sao lổm nha, vì mà cả trang gọi Cyberman vô bộ tính năng lổm mà ông tôi lổm nha. Đây Cyberman vô 5% tỷ lệ phát lổ sau khi chết đó, mình sẽ gọi mặc cả trang Cyberman vô nha. Sau rồi à lại bem chết xem sao, xem nó lổ tôi lổ đúng nha, không còn dùng skill lổ của mình. Mình chắc có đệ sau đấy sẽ test cho em ơi. Ủa đấm à là một triệu máu cơ ạ, what the fuck, đấm là chết đây, một triệu máu thằng này không đủ sức đánh cơ, đấm hơi yếu mà. Ờ đấm nước hoàng nghe đấm nó phết này, lổm ra đấm nó bèo này nhá. Ui lổ em ơi bắc a à. Chết em ơi, lổ cuốn xe à là của mình luôn. Còn gọi là 6, gọi là 600k máu lổ bấm lửa em ạ, khá là xịn nhá. Còn mình không ăn bổ huyết lên nhá, rồi lại test lại nữa em ơi. Ơ, lổ khá là hay em ạ. Rồi mình test huyết 6 ở lên xem sao. Test huyết 6 cả sử dụng mấy cái ấy vô nhá. Huyết 6 bổ huyết lên vô em ạ, gọi là cho tăng tỷ lệ lổ cao lên nhá. Đây mình sẽ gọi là gầm lên cho tăng HP lổ cho nó mạnh em ạ. Và cả trang xem em vô tự lổ em ơi, khá là xịn nhá. Mình không ấn nổi em ơi, em thấy không, mình không ấn nổi hết. Gọi là easy luôn. Đợt đầu tiên em ơi. Đó, đấm cho. Bốn triệu máu đấm hơi lâu mà. Bốn triệu máu giá hơi lâu một xíu nhá. À là đấm 100k một phát nên là hơi yếu em ơi. Hơi yếu sinh lý. Em ơi, xinh đẹp tuyệt vời. Để thử ra đi. Cắn nó nhanh mà sao nó lổ nhá. Lổ lại lổ trước thì mình ngon. Mới test phải sang kia trước nha, xong rồi chúng nó đệ đi skin 5 này mở đệ đi skin 5 là lỗ nhá. Đệ rồi skin 5 là lỗ mà. Sẽ sao khi đệ skin 5 là lỗ nhá. Game sẽ như này em ạ. Nhiều tính năng rất là 200 game ạ. Mà mình thấy là anime chưa cập nhật nhá. Nó không đổi một đâu rồi, nó không đổi rồi. Lại lần nữa đi.
vô tình gặp gỡ, rồi mang theo nhiều mộng mơ. Lạc quá em ơi, gọi là test lần lượt lần nữa rồi cũng đợi sao em ơi. Đó, đệ hai đệ BK cùng nhau nhá. We ai à, xinh đẹp tuyệt vời. Đấm lại, đấm mày, Charo lổ không? Giờ lổ em ơi, giờ lổ này, toang không? A à, Shiba. Ui, em thấy không? Đổ chết à lắm mình nha. A à, xịn mà cả trang Cyberman khá là xịn đúng không? Giờ mình đem con đệ test con đệ nha em ơi, đó. Đây mình thường test sẽ ra lổ hai lần, mạng lổ hai lần nhá. Lổ không cần skin lổ, vẫn tự lổ đấy em ơi. Đó, khá là xịn em ơi. Các bạn cần đầu tư ngập ra mua cho con đệ skin 5 rồi. Đó. Bạn là một đứa thứ đệ skin 5 khá là xịn, có virus, thiếu hú má. Được khu em ơi. Giờ mình cho đệ còn đeo cả trang Superman xem lỗi như nào nha em ơi. Họ đầu tư cho là cả trang 2.000 cọc cho đệ nhá. Hoặc là mua skin cho đệ với giá 2.000 ngọc nha em ơi. Mua skin cho đệ với giá 2.000 ngọc nhá. Đó. Sử dụng cho đệ này, Superman. Đó. Đây, giờ mình test con đệ xem nó lỗ húng nhá. Đệ tử. Đó. Khá là xịn, biến khỉ còn lỗ em ơi, để auto đẹp trai à. Đệ tử này. Chắc đi theo nhá, mình quên mình lại gọi là đi theo. Mình test không trai ra nhá. Là mình máu trước quá nên đâm ra lỗ hơi lâu. Ok. We ai? We member. Member 3, member boy. U25 đúng không? Test khá là vui đúng không? Em xem khá là hay đúng không? Bởi vì nó là test skill 5 đệ mà. Đó, đây rồi test skill 5 đệ nhanh anh ơi. Xem nó có lỗ nhá. À, đổi cờ lên đã. Hai mươi giây mới được cờ được à? Nên mình đợi một xíu vậy. Đó, bạn nào giờ đợi 20 giây thì bạn nào mà có nhu cầu ý thử với mình làm ấy, hay là có ý thử với mình làm hay tham gia vào mini game, nếu có bạn phía dưới em ơi comment ý thử em với mình làm là kèm tên vào anh em và xem với anh em. Nếu ý thử là mình làm mình tặng bạn nó 100 triệu vàng nhá, 100 triệu vàng em ơi. Đó, giờ test đệ xin chào nha em ơi. Xem xong đệ skin 5 này, được cờ đã rồi cho em xem đệ lỗ thế nào nhá. Đệ mà mặc dù không skin 5 mà nó mình biến ra skin 5 này khá là xịn rồi. Mua skin 5 đệ với giá 2.000 đồng xanh em ạ. Xem xe bên giá 2.000 đồng em ơi. Rồi spam nha em ơi. Đó, rồi mình test con sư phụ rồi test đệ nha. Đấm chết đệ em ơi. Rồi rồi đệ mình nó hợp máu ít mình thương về nhà. Đây. Bèo đệ xanh lại xanh con của mình. Ôi. Ôi. Wow, con đệ để chết cả mình các bạn. What the fuck, đệ này hư con đệ mạnh thế. Ui. Để chết cả mình các bạn. Chết cả mình luôn. Bé mày đồ khốn bé đệ nhá. Ủa, nó không nổ thôi, nó không nổ nên mình hồi sinh lại lần nữa này, cho nổ không rồi bé cho nổ nha. Đó, nổ đi giờ, nổ em ơi, mình nổ nhá. A à, bùm chết luôn em ạ. Chết được con đệ kia của Lick kia mình nhá, khá là xịn em ơi. Ấy xịn không em, khá là xịn sò đúng không? Đổi chiếc đệ của Lick là Lamex mình đấm nhá. Bem ấy, đấy là skin 5 mà tự auto lổ. Chết là tự lổ em ơi. Đó. Khá là hay mẹ. Bạn nào có nhu cầu đệ skin 5 thì đi mua cả trang xem em giá 2.000 đồng xanh em ơi ở cửa hàng Santa nhá. Đó. Một chiếc 5 lổ với khá là xịn nha nó. Đệ mình gắn thêm skin 5 này nữa em ơi. Đó. Đệ top skill à siêu hay em ơi. Siêu hay ho. Đó, rồi test nữa em ơi, test 2 lần đi. 3 4 lần cho em xem nó lổ như nào nhá. Hồi sinh này. Bé thêm nữa nha, xem nó lổ không nha. Bên lỗ nha. We ai member 3. Ui nó lỗ tiếp mà nó lỗ tiếp vậy. A Shiba boom. Ui. Ở trước đệ em ạ. À nó mình trâu quá không chết được. Ở trước đệ mình thôi. Đệ của lên đến Lamex nha. Ấy khá là xịn mà xịn chưa? Đệ sẽ biến lỗ và làm một đeo sát về khủng xuống đệ, đeo sát về S xem sao. Nó lỗ đi sân boss lại khủng hơn mày bất ngờ em ơi. Còn làm nó set ra à là mình thì nó sẽ đánh nó hơi HP hơi cù lỗ không thấm mấy mà lỗ hơi ít máu ấy. Mà làm món đi khủng nha, có đệ sát 7S ra mà còn phải diệt nhá. Còn diệt áo phải diệt nhá, 7 sao HP nhá, lổ thì nha. Mấy em chảy nước luôn. Nổi do nó mới chảy nước luôn mà, đó. Thế là nữa nha em ơi. Một xin đấm trước này. Chơi mình đánh em nó trên con. Đánh này nha. Mấy em cho gọi là mấy em thở oxy luôn. Lổ tiếp đi. Lổ không. À nó lổ tiếp ạ, lổ 3 lần tiếp rồi, con đệ mình IQ cao nhỉ, lại trước đệ bên kia rồi. Ôi lổ 3 lần tiếp ạ, khá là xịn em ơi, lổ thích nhỉ. Đứng vào lổ thôi. Thế đệ mình chết tự lổ em ơi, tự ông skin 5 nhá. Đó. Đấy game khá là xịn.
Bạn nào mà có nhu cầu mua cái trang lẩu thì có thể mua ra sản phẩm Santa, cả trang Superman về cho đệ skin nam lẩu nha em ơi. Không là khá là xịn, mình có hy vọng ạ. Sắp tới anime sẽ có tính năng skin nam cho đệ mà, như kiểu skin có kinky này, có kinky hay là gì nhỉ? Hay là có kinky hay là laser em, hay là có thể là gọi là cái năng lượng, đâu có thể là gì nhỉ? Cái lượng có rồi, hoặc có thể là đi sô cô la hay là biên hòa cho đệ mà. Lần này không nổ rồi. Tiếp theo lần cuối cùng mình sẽ nghỉ clip em ơi, dừng clip nha. Đó, khá là hay đúng không em ơi? Để sự biến để tự auto lổ khá là xịn, để skin nam như nào mà đó thì mình cho anh xem để skin nam rồi nha. Nó lổ với bạn, nó lổ khá là bắt mắt cho anh em luôn. Đó. Đấy, lổ ngồi xin nữa thì đấm rất là lổ nha. Khá là xịn sò, để skin nam lổ pam pam pam, để mình skin tập skin sẽ ra cơ. Phải ta đấm gì đấm demon thì không phải rồi, ở đấm demon là có đấm con trái đất em ạ, còn chịu ba chiêu ủ không phải chiêu camera chiêu rồi chứ có ấy trái đất một xin nữa nha. Đấm ở cuối mình sẽ gọi là tạo dựng clip cho anh em, hẹn đấm luôn em ơi. We are member tree may nó không nổ bơi, nó không nổ được nữa em ạ, nó không nổ được nhá, bởi vì hên xui bạn lắm thì 50% mà nó may mắn sẽ nổ em ơi. Ba lần trước mình ba lần nổi tiếp rồi nhá, đó khá là hay rồi đúng không? À mình đấm nhầm à, xây ra, à, test lần nữa đi, test lần tiếp lại nổi, nổi như này mà, khá thú vị nhỉ? Hôm nay bạn nào có nhu cầu mua cái trang điện skin năm thì qua ở Santa để mua mà, đó, gọi là cải trang có tính năng gọi cho lỗ đệ phát phát lỗ nhá, đệ có skin năm. Đây lỗ lỗ không nổi thôi nhá, nổi thôi nổi không dừng clip, lỗ đi lỗ đi lỗ 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 em ơi, bót bùm vầm hiện đấy khá là hay em ạ, chết đệ mình rồi, chết đệ của lên bách rồi đó, khá hay đúng không em ơi? Đó bạn nào như có thứ clip hay cho xin một like và đăng ký một chuông nha anh em, đó khá là test anh em skin sẽ giao khi điện skin làm mình là lỗ nhá, số con đảo Kami đó, bạn nào có nhu cầu một cái trang có đây mua em ơi, cái trang với giá bèo bọt mây trôi trốn xa xôi đây ở cửa hàng đây mời nó bán cái trang Superman với giá bao ngọc đây, cái trang có tính năng cho đệ skin 5 nha, khá là xịn sò. Ui em what the fuck, cái trang có giá 3k ngọc quá đắt thế, ui mình nhìn mình tưởng giá 2k em ạ, ui cái trang có giá 3.000 ngọc em ơi, khá đắt đỏ em ơi, mình nói nhầm mình tưởng là giá 2.000 ngọc cơ em ơi, không sao mình nói nhầm, sorry anh em nhá, hóa ra ở cửa hàng nó giá 3.000 ngọc xanh cơ, khá đắt đỏ em không sao, đó là tính năng lỗ mà đang cho đệ skin lỗ khá là hay đúng không? Ok em ơi, thì clip dựng đây nhá, em thấy hay hãy ký mình là một like và đăng ký một chuông nhá, và nhớ comment ý tưởng em với Minh Nam và nhớ comment tham gia mini game nhá, em ơi, thì bye bye em nhá, bye bye. Ok em ơi, cuối clip mình chốt Evan nha, mình chốt Evan nha, xem bảo chúng nhá, nó mình chốt Evan luôn là clip trước, xem bảo chúng được 100 ngọc xanh nhá. Ờ, clip trước có 3 comment, có tổng cộng là 172 comment đúng không? Tìm này. Việt ok tìm về tiếp tục là trong người chiến thắng này đó, ok mình chúc mừng bạn Trung Nguyễn Văn nha, có tên nhân vật là Lice S3C3 nha, chúc kênh cái phát triển ok, cảm ơn em nhá, chúc mừng em là chúng được 100 xanh nha, vui lòng IP qua phút để nhận ngọc xanh nha đó. Ok thì bạn nào muốn tham gia mini game nhớ comment phía dưới nhá, và nhớ anh em nhớ mỗi người chỉ được comment một lần thôi nhá, bạn nào comment quá là mình sẽ không tính nhá, đó rồi bye bye nhá, bye bye.